Bách Liêu tiếp tục đánh lẻ, bất ngờ thân thiết với bạn trai cũ của Hương Giang. Rosie cần làm gì để vượt qua màn solo anh liệt trước đây của Jennie? Thời gian gần đây, có khá nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi Hương Giang và Bách Liêu đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Giữa nghi vấn này, tin mới Bách Liêu, tin cũ Rich Lai của Hoa hậu Hương Giang bỗng dưng thành bạn bè thân thiết khiến nhiều người thích thú. Vào ngày 8 tháng 3, là một trong những cặp đôi hot, dân tình chờ đợi hình ảnh tình tứ của cả hai. Tuy nhiên, nam CEO chỉ khoe hình ảnh mẹ cùng em gái và không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến bạn gái Hương Giang khiến mọi người hụt hẫng. Trong lúc cả hai vẫn giữ im lặng, Bách Liêu có động thái gây chú ý. Mới đây, anh chàng đăng ảnh cùng Rich Lai, tình cũ của Hương Giang đi chơi golf tại Đà Lạt. Trong bức ảnh, cả hai chàng trai cười nói vui vẻ, khiến khán giả càng thêm hoang mang. Tình mới tình cũ của Hương Giang bỗng thành bạn bè thân thiết. Không biết rằng nàng hậu cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy bức ảnh này. Trước đó, anh chàng CEO cũng từng báo bận với chúng tôi khi được hỏi về vấn đề chia tay với bạn gái nổi tiếng. Hiện tại, tôi đang khá bận với công việc nên xin phép không có chia sẻ gì. Nếu có gì, tôi sẽ sớm thông báo đến mọi người. Cách đó một tuần, Hoa hậu Hương Giang cũng đăng dòng trạng thái ẩn ý chuyện ở lại hay buông, khiến dân tình hoang mang. Thành công hay thất bại, ở lại hay ra đi, tiếp tục hay dừng lại. Vạn vật trong cuộc sống này vốn dĩ đã được sắp đặt. Điều gì làm mình mệt mỏi thì nhẹ nhàng buông. Tuy nhiên, từ sau dòng trạng thái ấy, giọng ca Adora chưa có thêm bất cứ động thái nào liên quan đến chuyện yêu đương. Đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Hương Giang vẫn giữ thái độ im lặng và chưa có phản hồi gì trước tin đồn chia tay bạn trai người Singapore. Mới đây, đàn trai cũng đã đăng ảnh đi ăn sáng một mình, khiến dân tình hoang mang hơn. Cụ thể, anh chàng điển trai chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức bữa sáng ở một địa điểm khá đẹp mắt và thơ mộng. CEO còn gắn bài hát có phần lyric mô tả sự đớn đau sau khi kết thúc một mối tình nên càng làm dân mạng quan tâm. Thời gian trước đó, trong dịp Tết gần với lễ tình nhân, những bức ảnh chụp chung của Bách Liêu và Hương Giang xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội. Sau nhiều lùm xùm riêng tư, nhiều người vẫn ngưỡng mộ tình cảm mà bạn trai người Singapore dành cho nữ ca sĩ Hương Giang. Những tấm hình tình tứ ngọt ngào như mía lụi của cặp đôi nhận về được rất nhiều lời ngợi khen từ phía người hâm mộ. Với những động thái trên, không ít người nghĩ rằng cặp đôi đã thực sự có những trục trặc trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, về phía nhân vật vẫn chưa lên tiếng gì về điều này. Bạn có cảm nhận ra sao về điều này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Là thành viên thứ hai của Blackpink ra solo, Rosie gánh trên vai vô vàn áp lực. Một trong số đó là cái bóng quá lớn của Jennie để lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không hổ danh là Blackpink, visual của Rosie lấp lánh, đến nỗi các fling xỉu ức xỉu đau vì vui sướng. Đúng 12 giờ trưa nay ngày 12 tháng 3, MV solo đầu tay On The Ground của Rosie Blackpink đã được chính thức ra mắt. Và trước khi MV ra mắt, cô nàng đã có buổi họp báo online giao lưu với các fan của mình. Không hổ danh là đóa hồng vừa đỏ vừa thơm của showbiz, Rosie đã khiến dân tình không khỏi sốc visual trong buổi họp báo. Vẫn là những đường nét gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, nhưng hôm nay giọng ca chính của Blackpink còn trắng đến phát sáng, khiến fan không khỏi rời mắt ngắm nhìn. Chiếc váy lịch vai hàng hiệu có giá lên đến 2.990 euro, tức gần 80 triệu đồng, càng làm tôn lên vẻ thanh mảnh, nhan sắc ngọt ngào và khí chất sang chảnh của Rosie. Nhìn cô nàng không khác gì những nàng tiểu thư mang đậm nét đẹp châu Âu. Đúng như đã thông báo trước đó, YG Entertainment đã triển khai kế hoạch quảng bá cho màn solo của Rosie một cách nhanh chóng. Loạt teaser và hình ảnh cho album đầu tay mang tên R và các khúc chủ đề On The Ground của thành viên Blackpink được YG trau chuốt kỹ càng, hứa hẹn sẽ là một siêu phẩm của K-pop trong nửa đầu năm 2021. Bên cạnh đó, việc chờ mong album của Rosie, không ít fan đã nhớ đến màn debut solo cách đây 2 năm của Jennie và đặt hai cô nàng lên bàn cân. Năm 2018, Jennie đã lập nên vô số kỷ lục với tư cách cá nhân khi single solo lên sóng. Vậy năm nay, giọng ca chính của nhóm cần làm gì để vượt qua được những thành tích ấn tượng mà Jennie từng thiết lập? Đầu tiên, view YouTube luôn là thế mạnh của Blackpink. Với MV solo, Jennie đã thu hút được 14,6 triệu lượt xem và 1,8 triệu lượt thích trong 24 giờ đầu và trở thành nghệ sĩ nữ K-pop duy nhất làm được điều này ở thời điểm đó. Trên mạng xã hội Twitter, hashtag ủng hộ cô nàng đứng top 1 trending trong suốt 6 giờ liên tiếp. Tiếp theo, thành tích nhạc số của bạn gái tin đồn G-Dragon cũng thuộc hàng khủng long khi vươn lên vị trí đầu 6 bảng xếp hạng nhạc số lớn nhất tại Hàn Quốc là Melon, Jennie, Bud, Mnet, Never, Suribada. Và chỉ tính trong ngày đầu tiên, solo đã on kill liên tục những 17 lần. Lượng unique listener chạm mốc hơn 1 triệu lượt. Khi ấy, Jennie còn phá bảng xếp hạng iTunes ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng worldwide iTunes Song. Để đánh bại Jennie, giọng ca chính của Blackpink cần phải đạt đổ những kỷ lục nói trên.
Việc này rất khó nhưng không phải là không thể, bởi vị thế của girl group nhà YG đã thay đổi rất nhiều so với 2 năm trước. Bốn cô gái đã tiến ra toàn cầu một cách thần tốc, nhận được sự ủng hộ ở tất cả những nơi mà nhóm đã đi qua. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.